Kính thưa đại chúng, Ngài Mục Kiều Liên, Ngài là thần thông bậc nhất và Ngài rất nổi tiếng trong câu chuyện Ngài độ cho mẹ của Ngài, và Ngài là người con hiếu thảo, chúng ta vẫn phải noi gương. Thần thông của Ngài là nổi tiếng mà chúng ngoại đạo người ta rất là ghét. Ngài Mục Kiều Liên thì cứ dùng thần thông là kéo hết đồ đệ của người ta về với Đức Phật. Cho nên Ngài Mục Kiều Liên bị ngoại đạo họ rất ghét. Đấy, kính thưa đại chúng, ghét lắm. Và họ bàn mưu phải giết bằng được Mục Kiều Liên. Và cái câu chuyện về cái việc mà Ngài Mục Kiều Liên bị giết đây, làm sao Ngài bị giết? Đó. Khi mà Ngài đi giáo hóa, Ngài có thần thông như vậy. Mà tính Ngài rất là cương trực, rất thẳng thắn. Thưa đại chúng, trong Kinh Phật thì tả, Ngài Mục Kiều Liên biết rằng cái ngày cuối cùng mình trả nghiệp đó. Hôm ý Ngài vào tu trong hang, tức là đã nhiều lần Ngài bị cái bọn này, chính là do ngoại đạo Ni Kiền Tử, tức là cái đạo lõa thể ở Ấn Độ đấy, rất là căm thù Ngài Mục Kiều Liên. Nó đã thuê nhiều người để tìm cách hãm hại giết Ngài, không được. Thế hôm ấy thì nó quyết định nó thuê một cái băng cướp này, phải giết Ngài bằng được, cho rất nhiều tiền, tìm cách giết Ngài bằng được. Đó, thế thì hôm ấy Ngài Mục Kiều Liên thì đang ngồi tu trong một cái hang đá. Thì bọn cướp nó biết là Ngài tu trong cái hang này, nó tìm đến. Thì Ngài mới khởi tâm từ bi, Ngài nghĩ là muốn tránh để cho bọn cướp nó không tạo cái ác nghiệp. Cho nên khi Ngài khởi tâm từ bi thì bọn cướp nó mới xông vào. Vào trong hang thì tự nhiên Ngài biến mất. Đây là lần thứ nhất. Thế thì hôm sau, rõ ràng nó cho người rình thấy Ngài ngồi trong hang cả thôi. Thế nhưng nó xông vào lại không thấy đâu, lại thấy Ngài biến mất. Đến lần thứ ba nó cũng thế, cũng không thấy Ngài đâu. Đến lần thứ tư thì nó cho người bủa vây hết xung quanh, nghĩa là nghĩ là Ngài không thể đi đâu được. Nó nhìn chắc chắn Ngài ngồi thiền ở trong cái hang này rồi. Nó xông vào cũng không thấy Ngài đâu cả. Thế thì đến 6 lần như vậy, thưa đại chúng, 6 lần nó vào đều không thấy Ngài đâu, tức lắm. Nó đi, nó lục lọi tất cả ngóc ngách của cái hang xem có ở đâu, không thấy Ngài đâu cả. Nhưng mà vì cái bọn cướp này nó rất tham tiền, vì tiền rất là lớn, cái phái ngoại đạo nó thuê với tiền rất lớn, quyết là phải giết bằng được Ngài. Thì lúc này trong kinh nói là Ngài quan sát, Ngài biết rằng là cái bọn cướp này không bao giờ nó từ bỏ cái lòng tham, nó sẽ quyết giết Ngài bằng được. Thứ hai là Ngài cũng biết là nghiệp quả của Ngài đến thời phải trả. Đó. Thế nên lúc ý thì Ngài ngồi trong hang và bọn cướp vào, thì nó vào là bà Ngài biết rồi, nghiệp đến lúc mình trả, chân Ngài để nguyên. Thế nó vào nó nhìn thấy Ngài đấy, thế nó xông vào, thế là nó băm Ngài ra, băm Ngài ra làm chặt mạnh, chém luôn Ngài ngồi yên không kêu ba nữa, chém Ngài đứt đầu đứt chân đứt tay, rồi nó vứt ra mỗi nơi một mảnh. Đấy. Mà nó tin chắc là Ngài này là thế là chết rồi. Hồi ấy thì nó không có máy ảnh để chụp để nó mang về nó báo cáo, nhưng mà nó khẳng định là nó vứt Ngài mỗi nơi mỗi mảnh. Tần này đứa chứng kiến rồi, bây giờ về là báo công để lấy tiền. Đấy, thưa đại chúng, là nghiệp quả đến như vậy đấy. Thế thì thưa đại chúng, là sau khi mà Mục Kiều Liên bị băm vằm ra thành trăm mảnh, vứt lên mỗi nơi mảnh thế, bọn cướp nó đi rồi, thì lúc ấy Mục Kiều Liên ở đâu? Ngài lại dùng thần lực thu tất cả cái xác mình lại. Đấy. Về lại hợp thành một thân thể như cũ. Nhưng đương nhiên nó còn những cái vết băm bằm. Thế rồi Ngài đi về, Ngài đảnh lễ Đức Phật và Ngài xin Phật cho con nhập Niết Bàn. Con đã trả xong cái nghiệp rồi. Và Phật đồng ý và Ngài nhập Niết Bàn. Đấy. Thì chúng ta thấy nó rất đặc biệt. Đấy là nó đã băm ra làm từng mảnh một. Cái này trong Kinh Phật nói. Vậy thì chúng ta mới thấy cái thân xác của mình là gì. Cho nên bây giờ cái chuyện y học người ta mới cắt, mổ, ghép thận, ghép tạng này khác là được. Có phải không? Ghép tay, ghép chân, ghép thận, ghép dạ dày, ghép tim, ghép gì đó, họ ghép được. Nếu cắt thật khéo. Thực ra Thầy đang nói các tế bào của mình nó liên kết với nhau như thế. Nhưng mà giữa các tế bào nó đều có khoảng hở. Bây giờ có cái nhát dao nào mà nó lách vào các khoảng hở đấy là nó rời ra thôi. Có phải không?
giữa tế bào nó đều có khoảng hở. Đó. Cho nên bây giờ người ta mới mổ bằng tia laser đấy. Tia laser nó chỉ là cái ánh sáng thôi, có gì đâu. Nó có phải là lưỡi dao như lưỡi dao của mình đâu. Cái tia sáng nó vào mà nó cắt ra được. Đấy. Thế thì đại chúng mới tin là thần thông là thật đấy chứ. Cho nên Ngài bị nó băm ra, nhưng Ngài lại hợp lại được. Rồi lại liền lại đâu vào đấy, thần kinh sợi nào vào sợi đấy, mạch máu mạch nào vào mạch đấy. Rất đặc biệt. Thế Ngài lại khỏe mạnh lại về. Bạch Phật hắn nói, thôi con trả nghiệp xong rồi, xin Phật cho con thôi nhập Niết Bàn trước Thế Tôn. Con không muốn nhìn thấy Đức Thế Tôn Niết Bàn cho con được phép ra đi trước. Và Phật đồng ý và sau đó Ngài nhập Niết Bàn. Đại chúng chúng ta xem kiếp trước Ngài Mục Kiều Liên tạo cái tội gì mà kiếp này chứng A-la-hán có thần thông bậc nhất rồi vẫn phải trả quả báo như vậy. Ở một kiếp quá khứ, Mục Kiều Liên nuôi một bà mẹ mù lòa. Người vợ của Ngài thấy bà mẹ chồng là một gánh nặng nên tìm cách hãm hại. Ngày này sang ngày khác, bà tìm cách ly gián, đâm thọc, vu cáo, xúc xiểm, rất là cay chua và độc ác. Vợ của Ngài đấy, bà đã biến mẹ của chồng từ một người hiền lành trở thành một bà già khó tính, thất đức trong mắt của chồng. Đến một lúc vì tin vợ, nghe vợ, Ngài đã không còn chịu nổi mẹ nữa. Theo lời vợ, bỏ mẹ lên xe đem thả vào rừng. Cũng theo kế của vợ, cả hai vợ chồng bèn giả cướp, đón đường la hét, đánh đập rất là hung dữ người mẹ. Người mẹ mù lòa này trong cơn sợ hãi không nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến đứa con, thương con bị đánh giết, nên đã la lớn rằng: con ơi, hãy chạy thoát thân đi, mẹ già rồi, hãy bỏ mặc mẹ, để mẹ đi theo nghiệp của mình, con hãy chạy đi con. Thế và chính cái hành động của người mẹ như thế đã thức tỉnh cái lương tâm của người con và khiến cho Mục Kiều Liên trong tiền kiếp ấy ân hận. Và sau đó Ngài về đấy, đưa cha mẹ về và đuổi người vợ đó đi. Và nguyện đời đời kiếp kiếp về sau, con là người con có hiếu, không bao giờ bất hiếu với mẹ cha. Nhưng mà Ngài vẫn phải trả quả, đến 499 kiếp sinh ra đều bị bọn cướp giết chết. Thấy không? Giả cướp để giết mẹ cha mà chưa giết được cha mẹ, đại chúng thấy thế nào? Quả báo nó đã định hình rồi. Chúng ta thấy năng lực của nghiệp như thế nào. Cho nên khi mà Ngài về, lúc mà Ngài thu xác, có gặp các huynh đệ bảo: thế bạch đại sư huynh, sư huynh là thần thông bậc nhất chúng em ngưỡng mộ, mà sư huynh mà trổ thần thông thì cái bọn cướp ấy là gì? Chỉ một búng móng tay của sư huynh là chúng nó phải bay đi không biết bao nhiêu là dặm. Thế sư huynh lại không trổ thần thông ra cho chúng nó một trận chứ đi. Thế thì Ngài mới bảo là: đến lúc nghiệp đến các huynh đệ thì thần còn chẳng thấy nữa là thông. Thần lúc ấy nó cũng biến đến, rồi thần thái còn không thấy nữa là thông. Khi nghiệp đến, thần thông nó cũng mất. Đó, thưa đại chúng, sợ vậy đấy. Thần thông của Mục Kiều Liên tuy là mạnh thật, nhưng mà nghiệp quả của Ngài quá lớn. Cho nên trong năm tội gọi là ngũ nghịch trọng tội thì có cái tội giết cha mẹ là ngũ nghịch trọng tội, một trong năm tội trọng phải đọa địa ngục. Đó, chúng ta thấy đấy, không phải thời xưa mới có mà thời nay ta thấy rất nhiều chuyện. Đấy, con cái giết cha mẹ đấy. Thì cái tội ấy là cái tội phải đọa lạc, tội ấy là tội cực nặng. Đây là trong tiền kiếp Mục Kiều Liên chưa giết chết cha mẹ, mới chủ ý và mới gọi là phước tiện rồi, đánh đập rồi, chưa giết chết. Tức là cái sự việc giết chết nó chưa xảy ra mà đã chịu cái quả nghiệp phải bị cướp nó giết. Chưa thấy sợ. Thầy cũng thường kể cái câu chuyện khi đại chúng là những cái anh gọi là anh hùng hảo hán tướng cướp đấy, giang hồ giết người không hề tay, mặt lạnh hơn băng. Đó. Cái đợt thầy đi vào trong thăm cái tử tù, khám tử tù đấy, gặp một cái cậu tù nhân tử hình ở trong đấy, cái gọi là phạm nhân tử tù đấy. Rồi nó nhìn, nó chỉ vào mặt thầy, nó bảo: thầy, thầy nhìn cái mặt con xem nó đã bớt lạnh chưa. Trời ơi, thầy nhìn mặt nó, mặt nó lạnh tanh luôn đó, đại chúng. Con nó giết bốn mạng rồi đấy thầy ạ. Thế nhưng mà những anh hùng kiểu đấy đấy,
Thưa đại chúng, đến ngày mà tuyên bố tử hình, sáng mai đi tử hình, hôm nay cho ăn bữa cơm thật ngon, không đứa nào nuốt được. Ngày mai mở khám ra, đọc lệnh đem đi xử bắn. Tất cả thầy nghe các anh kể chuyện là đứa nào cũng ngã gục hết, cái chất anh hùng mất hết. Gọi là gì? Khi nghiệp đến rồi, anh hùng khí phách thế nào cũng không được nữa, không còn. Có thể ngày hôm trước vẫn còn gớm ghê lắm. Đó, gọi là khi nghiệp quả đã đến. Giống như trường hợp của Ngài Mục Kiều Liên đấy. Và khi nghiệp đến, thần thông không trổ được nữa. Như vậy, đại chúng, phải chấp nhận để trả nghiệp đấy.